Thưa quý vị và các bạn, một mùa Giáng sinh nữa lại về. Khi những giai điệu Giáng sinh rộn ràng vang lên, cũng là lúc báo hiệu rằng thế giới đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm, mùa của những lễ hội, của những gặp gỡ sum vầy. Và sau hơn 2 năm đại dịch, có lẽ Giáng sinh năm nay sẽ là một mùa Noel trọn vẹn hơn, bình yên hơn với bao người. Trong chuyên mục Điểm hẹn Năm Châu tuần này, chúng ta hãy cùng hòa cùng không khí Giáng sinh ấm áp của bà con kiều bào tại một số quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, còn có những thông tin đáng chú ý khác. Nhiều hoạt động đoàn sôi nổi của bà con kiều bào nhân dịp Noel và đón năm mới. Người Việt tại Ba Lan, Mỹ, Pháp đón Giáng sinh với nhiều ước nguyện cho năm mới đang tới. Người Việt được bình chọn là một trong 50 gương mặt tiêu biểu và là người châu Á duy nhất được giới thiệu trên ấn phẩm có tựa đề 50 gương mặt, 50 câu chuyện từ fan vui tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Với bà con kiều bào ở nước ngoài thì tháng cuối năm chính là dịp để bà con tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống mưu sinh nơi xứ người và cùng nhau tổ chức những buổi tiệc liên hoan, gặp mặt đồng hương hoặc tổ chức nhiều sự kiện cộng đồng ý nghĩa. Điều này cũng đã đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của các hoạt động sinh hoạt cộng đồng sau 2 năm bị ngắt quãng bởi đại dịch. Cuối tuần qua, Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Ba Lan đã tổ chức buổi giao lưu gặp mặt mừng Xuân Quý Mão 2023 và ra mắt Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 55 người. Nhân dịp này, đại diện Hội Người Việt Nam tại Ba Lan đã gửi lời chúc năm mới đến bà con, chúc bà con Nghệ Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hội cũng tặng quà mừng thọ các vị cao niên, tặng giấy khen, kỷ niệm chương, ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, tập thể và cho các học sinh đoạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc. Để chào đón Giáng sinh, Chi hội Đồng Hương tỉnh Hưng Yên tại thành phố Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức và vùng lân cận đã tổ chức buổi gặp mặt lần thứ hai. Trong không khí thân mật, thắm tình quê hương, bà con đã cùng nhau trò chuyện, giao lưu, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống, giữ gìn phẩm chất của người con Hưng Yên nơi đất khách. Nhân dịp này, bà con đã cùng nhau thưởng thức đặc sản nhãn lồng Hưng Yên và biểu diễn một số tiết mục văn nghệ sôi nổi. Hội thiện nguyện Leipzig Cộng hòa Liên bang Đức cũng vừa tổ chức gặp mặt chào đón Giáng sinh tại nhà hàng Đồng Xuân trong khu thương mại Đồng Xuân Leipzig. Buổi họp mặt có sự tham dự của hơn 50 thành viên trong hội và các vị khách mời thân thiết. Phần đặc biệt nhất của buổi gặp mặt là chương trình giao lưu văn nghệ do nhiều thành viên trong hội và các ca sĩ cộng đồng biểu diễn. Trong không khí Giáng sinh ấm cúng, các thành viên vừa thưởng thức âm nhạc, vừa thưởng thức ẩm thực quê hương. Mùa Giáng sinh, mùa kính yêu thương, mùa của hy vọng. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, những thành phố như sống dậy giữa tiếng cười và lời chúc tụng. Bởi năm nay, Giáng sinh sẽ trọn vẹn hơn, ấm áp hơn sau hơn 2 năm bộn bề chống dịch. Trong niềm vui chung đó thì mỗi nhà, mỗi người cũng sẽ đón Giáng sinh theo một cách riêng. Còn với bà con kiều bào Giáng sinh năm nay có gì đặc biệt? Chúng ta hãy ghé qua một số quốc gia để cùng đón Giáng sinh với bà con nhé! Tại các nước châu Âu, ngay từ đầu tháng 11, không khí Giáng sinh đã ngập tràn khắp nơi. Trung tâm thương mại Mariinska, nơi tập trung đông các hộ kinh doanh của người Việt, cũng bước vào vụ kinh doanh cuối năm. Tuy lượng người đến mua sắm trong dịp lễ khá đông, nhưng theo bà con buôn bán ở đây nhiều năm, thì doanh thu vẫn không bằng so với những năm trước. Mùa Noel năm nay thì so với cả các cái mùa trước thì nó có kém hơn. Lạm phát nó tăng lên, mọi thứ giá cả nó đột biến. Thành ra là cái nhu cầu mua sắm của bà con nó cũng có kém hơn. Thế nhưng mà so với ngày thường thì vẫn tốt hơn hẳn. Nhưng mà nó diễn ra trong một thời gian ngắn. Còn thường như ngày trước thì Noel thì là bán được từ đầu tháng 12 cho đến tận cuối tháng. Còn tại Mỹ, kỳ nghỉ lễ Noel cuối năm không chỉ đem lại niềm hứng khởi cho mọi người, mà còn đem tới doanh thu cho nhiều bà con kiều bào, đặc biệt là bà con kinh doanh trong ngành dịch vụ, kinh doanh nhà hàng và tiệm nail, nên dịp nghỉ lễ Noel này cũng là lúc chị Liên rất bận rộn. Mặc dù kinh tế nó kém đi và ảnh hưởng lạm phát, nhưng mình cảm thấy rằng là một số ngành nghề ở trên nước Mỹ vẫn phát triển. Và đặc biệt là dịp Noel cuối năm nay thì người ta đi ăn nhà hàng cũng như là đi làm đẹp nhiều hơn nữa. Bận rộn là vậy, nhưng chị Liên vẫn tranh thủ dành thời gian cho gia đình, người thân. Niềm vui của người lớn là công việc kinh doanh phát đạt, còn niềm vui của những đứa trẻ đơn giản chỉ là được tận hưởng không khí Giáng sinh, vốn được háo hức chờ đợi
cả một năm dài. Tôi và anh xã cũng dành thời gian cho con, và đây là những kỳ nghỉ tuyệt vời của con cái. Thì mình có những phần quà để cho các cháu là mở quà trong đêm Giáng sinh. Và bên cạnh đó thì ở Mỹ có một điều đặc biệt là chúng tất cả mọi người trong gia đình đều họp nhau lại, từng gia đình một có những cái buổi ăn tối thân thiện đầm ấm. Dạo chợ Noel truyền thống vốn là thói quen của người dân châu Âu, giống như người Việt đi chợ hoa Tết mỗi dịp cuối năm. Bởi vậy, trong kỳ nghỉ này, nhiều bạn trẻ tại Pháp đã cùng nhau khám phá khu chợ Giáng sinh truyền thống tại thành phố nơi mình đang du học, thưởng thức ẩm thực đường phố, chọn mua cây thông, hay đơn giản chỉ là để hòa cùng dòng người nô nức trên phố, cũng đủ mang lại chút thư thái, hân hoan trong mỗi người. Ở Montpellier thì mọi người đã chuẩn bị và trang trí Noel từ cuối tháng 11. Tuy nhiên thì tháng 12 là khoảng thời gian mà bọn em phải tập trung ôn thi và thi cuối kỳ. Thi cuối kỳ ở Pháp thì khá là nặng. Bọn em thường phải thi tất cả các môn trong vòng 3 đến 4 ngày. Vì thế tuần này mới là tuần em thực sự tận hưởng không khí Noel. Mỗi người đều đón Giáng sinh theo một cách riêng. Và ai cũng có những mong ước khi năm mới đang đến rất gần. Mong muốn là sang năm mới thì mọi thứ nó trở về ổn định, vật giá nó không leo thang nữa, thì mọi người có công ăn việc làm, có thu nhập thì người ta sẽ mua sắm nhiều hơn. Bà con ta cũng phải cố gắng để thay đổi cái cung cách làm ăn cũ, vẫn là buôn bán nhỏ của những cái thời năm 90. Thì bây giờ chúng ta cũng phải dũng cảm để nhìn vào để chúng ta thay đổi cho chúng ta, cho các cháu sau này. Cho năm tới thì em hy vọng là tình hình dịch bệnh cũng như là các cái hoạt động kinh tế xã hội khác có thể được thuận lợi để bọn em có thể ổn định cuộc sống và học tập tốt hơn ạ. Năm nay hy vọng của tôi được về Việt Nam đón Tết bên gia đình. Thưa quý vị, đây là cuốn tạp chí 50 gương mặt, 50 câu chuyện từ phe phui được xuất bản tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức vào đầu tháng 12. Điều thú vị là trong 50 gương mặt tiêu biểu được bình chọn này, có hai gương mặt châu Á duy nhất là người Việt Nam. Đó là cặp vợ chồng nghệ sĩ Trần Phương Hoa và Lê Mạnh Hùng, hiện đang định cư tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Tiêu chí để bình chọn những gương mặt tiêu biểu trong cuốn tạp chí 50 gương mặt, 50 câu chuyện từ fan phui là dựa trên những đóng góp và vai trò của cá nhân vào cuộc sống chung của xã hội đa văn hóa tại Cộng hòa Liên bang Đức. Trong suốt nhiều năm định cư tại đây, anh Hùng chị Hoa đã không ngừng cống hiến để giảng dạy và quảng bá âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam tới người Việt xa quê và cả bạn bè các nước. Bằng các sự kiện văn hóa lớn nhỏ trên khắp châu Âu, dần dần âm nhạc dân tộc đã len lỏi và trở thành một đặc sản văn hóa nơi trời Tây. Từ đó tạo nên bước ngoặt quan trọng khi đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam trở thành một bộ môn được công nhận và giảng dạy trong các trường nhạc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Cũng trong suốt 2 năm khó khăn do dịch COVID-19 và ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh ở Ukraine, anh Hùng chị Hoa vẫn cố gắng duy trì công việc bằng mọi cách qua hình thức trực tuyến. Anh chị vẫn miệt mài dàn dựng tiết mục hát dân ca Việt Nam cho dàn hợp xướng học sinh trung học của Đức, vẫn đi tới vùng sâu vùng xa để biểu diễn phục vụ khán giả Đức khi tình hình kiểm soát dịch bệnh được nới lỏng, nhằm góp phần giải tỏa tâm lý cho biết bao con người trong thời kỳ phong tỏa gắt gao trước đó. Đồng thời, khi chiến sự Ukraine bùng phát tác động trực tiếp tới đời sống của người dân nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức, anh chị đã tự nguyện chung tay góp sức cùng với người dân địa phương giúp đỡ những người di cư từ Ukraine sang Đức ổn định cuộc sống. Và để chia sẻ niềm vui cũng như tìm hiểu về bài viết vinh danh cặp vợ chồng nghệ sĩ Phương Hoa, Mạnh Hùng trên cuốn tạp chí có tựa đề 50 gương mặt, 50 câu chuyện từ phe phui, chúng tôi sẽ kết nối với nghệ sĩ Phương Hoa. Xin chào chị Hoa. Cảm xúc của chị như thế nào khi vinh dự xuất hiện trong cuốn tạp chí viết về nơi mình đang sinh sống? Chúng tôi rất là vui khi chúng tôi nhận được tin này, tại vì là những cái thành quả lao động của chúng tôi bao nhiêu năm nay đã được ghi nhận. Và niềm vui đó được nhân lên khi những thành quả này nó sẽ đem lại những cái nhìn thiện cảm hơn của người dân bản xứ đối với lại cộng đồng người Việt đang sinh sống tại nơi đây. Và niềm vui này nó cũng có tác động rất là lớn đối với gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin được chia vui cùng với anh chị. Thì nhân đây chị có thể chia sẻ với khán giả của VTV4 về những nỗ lực và tâm huyết của mình để lan tỏa âm nhạc truyền thống Việt Nam tại nước bạn. Khi mới bắt đầu đến đặt chân đến Đức, giống như là một đoạn trong cái cuốn sách đã viết, là chúng tôi gặp rất là khó khăn. Một tiếng Đức về đôi không biết, nhưng chúng tôi luôn luôn mơ là một lúc nào đấy chúng tôi có thể lại trở lại nghề của chúng tôi đã từng được đào tạo ở Việt Nam. Đó là nghề biểu diễn và nghề giảng dạy. Đầu tiên chúng tôi nhận biểu diễn những chương trình nhỏ này. Và qua đó chúng tôi rút kinh nghiệm và chúng tôi sẽ thay đổi dần cách tiếp cận với lại kỹ
công chúng, và dần dần chúng tôi nhận được những chương trình biểu diễn lớn hơn, có tầm cỡ hơn và nó chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi đã được theo những cái chương trình biểu diễn cùng các nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới ở châu Âu. Thế ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng được các nhạc sĩ hay là các ca sĩ nổi tiếng mời để thu âm và viết cho họ những cái phần nhạc chương trình biểu diễn của họ. Và đỉnh điểm là chúng tôi đã được mời vào trong Dinh Tổng thống diễn cùng với đại giàn nhạc nổi tiếng thế giới. Đó là một điều rất là vinh dự, không những cho chúng tôi, tôi nghĩ rằng là cũng đã góp phần vinh dự cho cái nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Còn về cái phần truyền bá thì chúng tôi đầu tiên nhận những cái chỗ giảng dạy rất là xa, đi hàng trăm cây số để giảng dạy. Sau đó thì chúng tôi cũng phát triển dần lên và cũng các cơ may cũng đến. Và ngoài những chuyện chúng tôi đã mở được cái khoa âm nhạc dân tộc Việt Nam trong cái trường nhạc tại Berlin, thì ngoài những các học viên của người Việt Nam đến tham gia học, chúng tôi cũng nhận được khá nhiều những học sinh là người Đức hay là những người sắc dân khác. Và qua âm nhạc Việt Nam, họ hiểu hơn được về Việt Nam, về văn hóa Việt Nam, mà họ nói rằng may quá, nhờ có âm nhạc Việt Nam chúng tôi hiểu nhiều hơn về đất nước Việt Nam, và chúng tôi cũng không cần thiết phải là đi đến tận Việt Nam hay đi du lịch tại một cái vùng nào thật là nổi tiếng của Việt Nam thì chúng tôi mới có thể hiểu được. Và họ rất là cảm ơn chúng tôi điều đó. Sau khi đã gặt hái được rất nhiều thành công cũng như là có được vị trí nhất định tại nước Đức, vậy điều anh chị tâm niệm và mong muốn nhất lúc này là gì ạ? Điều mong muốn và tâm niệm nhất của chúng tôi bây giờ, ngay lập tức, thì tôi nghĩ rằng là giống như là cái đề tựa, cái bài báo trong cuốn sách đã viết ấy, âm nhạc là cầu nối đến với các sắc dân khác. Và chúng tôi muốn rằng là những cái điều chúng tôi gây dựng bây giờ nó đã có thành quả, nó sẽ được mãi mãi tiếp tục và phát triển bằng chính những cái học sinh mà hay là học viên đã từng học chúng tôi, kể cả người Việt, kể cả người các sắc dân khác. Và điều đó nó càng lan tỏa nhanh và càng sâu rộng trên cái mảnh đất chúng tôi đang sinh sống, để góp phần lan tỏa cái nền âm nhạc dân tộc Việt Nam trên khắp thế giới. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Phương Hoa. Vâng, những chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ Phương Hoa cũng đã khép lại chuyên mục Điểm hẹn năm châu tuần này. Để trở thành sự dây kết nối giữa kiều bào với quê hương, chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được những câu chuyện, hình ảnh từ quý vị khán giả người Việt Nam ở nước ngoài gửi về cho chương trình qua địa chỉ email tsvtv4a@gmail.com. Đừng quên các khung giờ phát sóng của Điểm hẹn năm châu hàng tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.